cỏ lùng tây tác giả đồi bắc phần cuối bọn việt cộng càng tiến sát vào tuyến phòng thủ của đại đội hai và ba nhưng nhờ pháo binh mỹ và việc yểm trợ bọn chúng không thể nào tràn ngọc được nhưng có những đoạn đã lẫn lộn giữa ta và việt cộng một loạt súng cối nổ trúng ngay mấy cành thông, tiếng mảnh đạn cắt cành cây nghe rờn người. Mảnh đạn bay quá mau, không ai nhận ra để sợ hãi, không ai kịp nhận ra để mà cầu nguyện. Tiếng súng chắc chúa bên tai, mùi thuốc súng tỏa ngay bên mũi, ai cũng như say tiếng súng hoàng nghe tiếng tên chỉ huy việt cộng kêu bọn lính của chúng bắt thằng đội nó ròng vành đi đại úy đàm nói với hoàng thằng bé đang bị tấn công nặng lúc này trung úy bé chạy tới chạy lui thúc đẩy lính trám vào chỗ bị hỏng nên tên chỉ huy việt cộng thấy nhưng nó chỉ kêu cho có lệ tuyến phòng thủ vẫn nguyên vẹn. Làm sao bắt sống một đại đội trưởng khi chưa tràn ngập được tuyến phòng thủ? Tiếng pháo binh nổ ngay vị trí súng cối và đại liên của chúng. Hoàng đã cho lệnh pháo binh cắt tới đường kính 50 mét. Độ chính xác và gần nhất mà pháo binh cho phép. Người đề lô nằm bên cạnh Hoàng nhắc. Trung úy, ở nhà hỏi, họ không bắn nữa vì sợ lầm bạn. Xin Trung úy xác nhận tọa độ. Cứ nói anh nhận lệnh của thẩm quyền ở đây rồi. Hoàng gắt. Tiếng pháo binh lại nổ giòn giả. Mỗi lần nghe tiếng người đề lô nói trong máy, đạn đi, đợi. Chỉ phút sau đã nghe sáu tiếng đạn chắc chúa nổ trên đầu địch. Cố vấn cũng gặp câu hỏi tương tự của pháo binh Mỹ. Người hạ sĩ mang máy. Hai, Trung úy, please confirm our location. Let them go ahead. Hoàng cũng trả lời tương tự. Người hạ sĩ đưa ngón tay cái lên trời như muốn nói đã nhận lệnh rồi tiếp tục nói trong máy PRC25 tiếng súng nhỏ lại dồn dập ngay trước mặt Hoàng và Đại úy Đàm. Trước đó khoảng 10 mét, Quý, đại đội trưởng đại đội 3 đang gào thét trong máy. Ngắm kỹ, bắn chậm lại, nằm tại chỗ, không ai được bỏ tuyến khi không có lệnh. Tụi nó đổi hướng tấn công về phía mình. Đại úy Đàm lại nói. Hoàng lại nghe tiếng Việt Cộng xung phong, nhưng cũng chỉ gặp hàng rào lửa của đại đội ba. Càng về chiều, tiếng súng của chúng càng nhiều. Đại úy Đàm biết chúng được tăng cường từ phía sau, dưới thung lũng trước tuyến phòng thủ của tiểu đoàn. Mỗi lần thêm quân là mỗi lần chúng tấn công mạnh. Nhưng cũng như mấy lần trước, chúng không thể tràn ngập trần địa như chúng mong muốn được hai bên không ai tiến được chút nào. Việt Cộng gặp sự kháng cự quá mạnh của quân ta, kèm theo pháo binh bắn ngay đội hình tấn công của chúng, nên đã bị khừng lại. Càng lâu càng thấy các đợt tấn công của địch giảm bớt. Tiếng súng của địch ngưng dần. Hoàng nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều. Mặt trời nghiêng về phía Tây, trời lạnh lạnh. Hoàng kéo chiếc ba lô, lấy chiếc áo jacket, thì tay Hoàng chạm vào gói kẹo. Cả mấy miếng mứt và mấy gói mì. Hoàng chợt thấy đói. Làm sao nấu được mì? Hoàng lấy răng xé giấy, bỏ mấy sợi mì sống vào miệng, nhưng không dám ăn nhiều. Lại cất vào ba lô, chỉ ăn mấy chiếc kẹo. Chưa bao giờ Hoàng cảm thấy hương vị ngọt ngào như thế. Hoàng tiếc rẻ. Hôm qua sang năn nỉ, anh mang theo ít bánh, lỡ đói thì ăn. Sang vừa nói, vừa lấy tay ấn vào trán Hoàng. Anh không nghe em, thế nào cũng có lúc anh ân hận. Anh biết như vậy, nhưng làm sao mang nổi. Nếu muốn mang gì thì mang, anh sẽ mang theo hoàng cười sang hỏi mang gì hoàng nhìn sang mang em sang cười em không theo anh đâu em sợ súng đạn lắm em chỉ theo anh khi anh về thành phố thôi khi hoàng nói nhỏ về thành phố có nhiều người dành rồi sang véo tai hoàng còn lâu đại úy đàm ngồi cạnh cũng than đói hoàng đưa đại úy đàm một chiếc kẹo hoàng và đại úy đàm đã ngồi trong chiếc hố nhỏ tới ngang ngực mà truyền tin và hoàng thay phiên nhau đào đã mấy tiếng đồng hồ rồi từ khi súng vừa nổ trước mặt hai người cố vấn đã mở hộp đồ ăn và đang bỏ từng miếng nhỏ vào miệng Thông và Huấn nhân lệnh coi lại tuyến phòng thủ, nhất là phía sau lưng. Đại úy Đàm nói chuyện với Quý và bé. Chuẩn bị lại tuyến, vì theo kinh nghiệm, khoảng yên lặng này là khoảng tụi nó chuẩn bị điều quân. Tụi nó sẽ tấn công mạnh lần cuối cùng trước khi trời tối. Nếu không chiếm được thì chúng chắc chắn phải rút lui tụi nó cũng bị tổn thất nặng và mệt mỏi rồi. Tài giỏi gì? Hoàng gọi liên đoàn xin chuẩn bị hỏa long để chiếu sáng về đêm. Trong khi đại úy đạm xin tăng cường quân và tiếp tế đạn. Đại đội 1 đã mở đường tiến tới sát nhập với tiểu đoàn, thành lập tuyến phòng thủ lớn hơn. Lệnh từ liên đoàn cho biết, đại đội 4 do lạng làm đội trưởng sẽ không giữ pháo binh trả về cho tiểu đoàn. Khi biết đại đội 4 đang di chuyển, Hoàng mừng. Hoàng biết tính lạng vì là bạn cùng khóa. Thế nào lạng cũng hối lính đi nhanh cứu ứng. Chắc cũng phải hơn một giờ đại đội 4 mới tham gia trận đánh với tiểu đoàn được. Tiếng súng lớn nhỏ từng loạt bay ngang đầu Hoàng, phía trước phòng tuyến. Hoàng nghe tiếng Việt Cộng xung phong, tiếng súng cối nổ liên tục chung quanh. Chợt nghe mấy tiếng sẹt và đạn réo ngay bên mình, mấy cành cây thông rớt trên đầu. Nhìn sang bên cạnh, thấy đại úy đàm ngồi thục ngay trong hố. Hoàng tưởng đại úy đàm tạm thời lánh hàng loạt đạn bắn về phía mình. Hoàng chợt nghe tiếng kêu của người lính tên Đung. Trung úy ơi, cứu em với! Rồi tiếp theo, người cố vấn gục ngay trên hố, mặt đầy máu. Đại úy đàm khẽ kêu. Tôi bị trúng đạn rồi. Hoàng chưa kịp hỏi xem đại úy đàm vết thương ra sao. Tay vội cầm chiếc máy liên lạc liên đoàn tay cầm chiếc liên lạc đại đội liên đoàn phó nói với hoàng cậu cứ bình tĩnh pháo binh sẽ yểm trợ tối đa cậu ráng giữ vững phòng tuyến hoàn toàn tin tưởng các đại đội sẽ không bỏ chạy khi biết tin đại úy đàm bị thương hoàng nói sơ tình hình với đại đội trưởng hoàng lúc nào cũng tin vào đơn vị mình những người lính đã tôi luyện trong chiến tranh rằng họ không bao giờ bỏ chạy hoàng càng tin vào trung úy bé và trung úy quý những đại đội trưởng đầy gan dạ vì họ đã quá quen với cảnh này sau lần tấn công thật gắt tiếng súng ngơi dần mấy người cứu thương đã băng bó cho đại úy đàm bị thương nhẹ ngay cánh tay viên cố vấn Mỹ thì nặng vì ngay mắt. Còn Đung, người bảo vệ bộ chỉ huy tiểu đoàn, chết ngay sau khi cầu cứu Hoàng. Mấy đại đội chuẩn bị lại phòng tuyến. Họ bị thiệt hại nặng, nhưng tinh thần chiến đấu vẫn vững vàng. So với những lần khác, đây cũng chỉ là tao ngộ chiến. Riêng Hoàng đã có kinh nghiệm khi bị phục kích nên chẳng có gì để lo lắng nhất là bên tai cả một pháo đội chỉ chờ bắn hiệu quả trời tối lần lợi dụng còn thấy mặt người hoàng bỏ chỗ ngồi đi theo hàng người nằm chuẩn bị lại tuyến phòng thủ ban đêm khi biết chắc tuyến phòng thủ tương đối kín hoàng về lại chỗ mình ngồi đại úy đàm có vẻ mệt ngồi bên cạnh hố thỉnh thoảng vẫn nhắc hoàng coi chừng tuyến phòng thủ và canh gác đề phòng việt cộng trở lại tấn công hoàng biết mình phải chịu trách nhiệm phòng thủ tiểu đoàn sau một ngày căng thẳng nói về cấp bậc tiểu đoàn không còn ai ngoài trung úy thông và thiếu úy huấn liên đoàn cũng biết tình hình chắc chắn phải đưa tiểu đoàn trưởng mới thay thế đại úy đàm nghỉ dưỡng thương. Trời đột nhiên chuyển cơn mưa, gió thổi ào ào. Những giọt nước mưa nặng hạt quất từng hồi vào mặt hoàng. Anh choàng chiếc bông xô che cả ba lô, ngồi ngay trên thành hố. Hai chân buồn thỏng, ra lệnh y tá phải bảo vệ những người bị thương tạm thời lấy bông xô đắp cho những người chết. Hoàng lấy chiếc AR15 của Đùm, cả dây đạn để cạnh chân. Cây súng lạnh ngắt làm Hoàng hơi giật mình, miền thầm thì. "Đùm ơi, hãy giúp chúng tôi như khi anh còn sống. Tôi không biết làm gì ngoài cầu nguyện cho linh hồn anh, vong linh anh." Nhìn xác người lính mới mấy phút trước đây còn nằm ngay phía trước để bảo vệ đại úy đàm và hoàng anh không ngăn được dòng nước mắt trời vẫn mưa cơn mưa giữa tháng năm mãnh liệt và dai dẳng tuy biết chắc việt cộng không còn đủ sức để tấn công đêm chiếc hỏa long trên trời vẫn bắn từng loạt đạn theo hướng tây bắc ánh sáng hỏa châu vẫn thỉnh thoảng bùng sáng trên trời. Hoàng nghe báo cáo. Đại đội 4 đã vào vùng, nằm ngay cạnh đại đội 2. Đại đội 1 cũng nằm gần đó. Đại đội 4 mang thêm một ít đạn để tăng cường cho tiểu đoàn. Hoàng vững bùng. Nếu Việt Cộng có tấn công thì tiểu đoàn có đủ khả năng chống lại. Mặc dù không có khả năng phản công, địch chọn lựa mặt trần nên tiểu đoàn ở vị trí thất thế. Hoàng buồn ngủ, nhưng không dám gọi các đại đội cho canh gác cẩn thận. Mưa đã tạnh, tiếng ảnh ương và thú rừng kêu suốt đêm. Hoàng vẫn ngồi bất động, thỉnh thoảng trở người cho đỡ mệt. Nhiều lần mệt như thiếp đi, Hoàng mơ thấy Sang và Hoàng rong chơi bên những quán cà phê. Tiếng Sang cười trông như pha lê và nụ hôn tham lam vùng dài. Rồi Hoàng lại thấy hai đứa ăn cơm ngay tại Phan Đình Phùng. Dĩa cơm chiên American với hai trứng và nấm thơm ngát. Cần mê tiếp tục đưa Hoàng về Pleiku, Con Tum. Có lẽ vì đói nên hoàn toàn mê thấy ăn uống trong giấc mơ chập chờn giữa đêm tối mênh mông. Tiếng máy PRC25 rè rè bên tai. Tiếng ho khầm khạc của hai người truyền tin thỉnh thoảng vang lên làm anh chợt tỉnh. Bên tiếng súng pháo binh cầm canh và ánh hỏa châu thỉnh thoảng đồng đưa trên bầu trời tối đen làm mấy cành thông hiện ra những hình thù ma quái, mỗi thứ một chút, làm cho không khí về đêm càng đè nặng trong đầu hoàng. Cửa mình, anh mong trời mau sáng. Tiếng con mệnh đi lạp, chạy băng vào toán quân làm hoàng giật mình. Hoàng lại nhớ tới sang, giờ này chắc nàng cũng chưa ngủ, hoặc đang trằn trọc vì nàng nhạy cảm nghe tiếng súng là lo âu tiếng rên nho nhỏ của người lính bị thương nằm gần đó và viên cố vấn mỹ bị thương khá nặng thỉnh thoảng vang lên từng chập tội nghiệp mấy y tá thức suốt đêm để băng bó và săn sóc đồng đội hoàng không nghe thêm một tiếng đồng nào khác nhưng anh biết không ai trong tiểu đoàn ngủ cả tiếng gà rừng gáy trời hừng sáng hoàng gọi máy nói chuyện với quý ngay tuyến trước mặt đánh thức cả tiểu đoàn sẵn sàng tác chiến trời rạng đông chính là lúc nguy hiểm nhất nhiều đơn vị bị tan tác cũng vì sơ hở giờ này hoàng lo xa nhưng không có chuyện gì xảy ra trời sáng rõ một vài người đã đốt được đốm lửa ngay cạnh chỗ ngồi vài người đã nấu được cà phê với nước mưa mà họ đã hứng được qua thái độ của họ hoàng biết họ vẫn vững tin dù đồng đội có người ra đi không trở lại một vài người bị thương nặng không chịu nổi cơn mưa và lạnh ban đêm nằm cong queo ngay tại hố đại úy đàm dặn dò chút nữa tôi phải về cùng chuyến với cố vấn mỹ và người bị thương cậu tiếp tục cho di chuyển hết người bị thương sau đó tới người tử trận chuyến máy bay đầu có thể chở tiếp tế đạn và thực phẩm cho mình chúc đại úy mau lành. Hoàng nhìn đại úy đàm. Chiếc trực thăng tản thương đầu tiên chở mấy thương binh bị nặng và đại úy đàm vừa lên gần ngọn cây. Có lẽ bị gió mạnh, pilot không thể điều khiển nên cánh quạt đụng vào cành cây, lão đảo rất ngay xuống chỗ tiểu đoàn phòng thủ. Cũng may không làm những người bị thương nặng thêm. Một chiếc máy bay khác phải xuống, đưa phi hành đoàn và những người bị thương, nhưng phải bỏ lại vài người. Khoảng 2 giờ sau, Hoàng nhận lệnh liên đoàn từ thiếu tá thi, liên đoàn phó. Mặt trời tới thăm, thiếu tướng tư lệnh khu 23 sẽ thăm đơn vị cậu chuẩn bị thuyết trình trận địa khi ông tướng xuống. Hoàng hỏi lại, ai thuyết trình? Cậu chưa ai? Còn ai bây giờ? Thiếu ta thì trả lời. Chuẩn bị quân số khiển dụng, số bị thương, tử thương. Nhớ đội mũ sắt, mang súng dài, coi chừng ổng khó lắm đó. Hoàng không biết làm sao miễn cưỡng nhận lệnh rồi tự mình chuẩn bị tấm bản đồ lớn hai cây chì mỡ xanh và đỏ anh nhờ trung úy thông và thiếu úy huấn đưa lính mở rộng phòng thủ hoàng nói với huấn anh làm sao khi ông tới đừng thấy lính nào là được tôi chắc ông không đi ra tuốt bìa rừng coi lính thế nào đâu Hoàng viết quân số trên góc tấm bản đồ để nhớ. Một chút sau, truyền tin đưa máy cho Hoàng. Qua tiếng máy rè rè, thiếu tá thi ra lệnh. Mặt trời xuống ngay chỗ anh đang đứng, chuẩn bị đón. Chiếc máy bay trực thăng bay một vòng thật lớn, rồi lấy hướng xuống. Trong khi trên trời, hai chiếc gunship bao vùng thêm một chiếc L-19 bay thật cao. Trực thăng đáp ngay trong vòng phòng thủ, tắt máy. Thiếu tướng Ân xuống máy bay cùng với một trung tá, một thiếu tá, mang theo một tấm bản đồ. Hoàng đứng nghiêm, vừa chào tay vừa trình diện. Trung úy, số quân 64 trên 400588, trình diện thiếu tướng. Thiếu tướng ân chào lại hoàng, mặt ông nghiêm nghị hỏi. Tiểu đoàn trung úy có súng cối mốt không? Câu hỏi không được chuẩn bị, hoàng đánh liều. Thưa thiếu tướng, có. Tiểu đoàn trung úy có mang 57 ly không? Lại câu hỏi chưa chuẩn bị nữa, hoàng không dám nói láo thêm. Thưa thiếu tướng, không. Thiếu tướng Ân không hỏi thêm, nói với Hoàng. Trung úy nói sơ trận chiến cho tôi nghe. Lúc này Hoàng mới bước gần, cầm tấm bản đồ, dùng bút đỏ và xanh để trình bày trận chiến. Nghe xong, ông nói. Trung úy dẫn tôi tới tuyến bị đánh nặng nhất. Hoàng bước ngang một bước để thiếu tướng Ân đi ngang với mình, rồi hướng dẫn đi thẳng lên tuyến của đại đội 2. Một quang cảnh hoang tàn do súng đạn cày nát, cộng thêm vẻ tiêu điều sau cơn mưa nặng hiện ra trước mắt phái đoàn. Những mảnh bom, đạn pháo rớt đầy tuyến phòng thủ, nhiều cành cây bị mảnh đạn chém. Thiếu tướng ân lắng nghe, không nói khi Hoàng lấy tay chỉ hai hướng tấn công chính của Việt Cộng vào tuyến phòng thủ Mặc dù thật sự tiểu đoàn ở thế tấn công vào mục tiêu ngay trên đỉnh đồi Yên Ngựa, nơi Việt Cộng đặt súng lớn và cối để yểm trợ cho mũi tấn công chính của chúng. Cuối cùng, Thiếu tướng Ân quay lại nói với mọi người. Tiểu đoàn Trung úy chuẩn bị, L-19 sẽ ném phóng đồ hành quân xuống. Khi Thiếu tướng Ân lên máy bay Hoàng buồn bã nói với Huấn và Thông. Mình phải chuẩn bị đi lục sát tiếp. Hoàng ra lệnh tiểu đoàn ăn cơm và chuẩn bị thêm một ngày cơm, giữ nguyên đội hình, canh gác, chờ lệnh. Liên đoàn lại báo cho Hoàng biết rằng Đại úy Phước, chiến tranh chính trị của liên đoàn, tạm thời xuống nắm tiểu đoàn để chuẩn bị hành quân. Chỉ một lúc sau, khi trực thăng xuống đại úy phước nhảy khỏi trực thăng tới nhận đơn vị đại úy phước cười khi gặp hoàng tôi xuống cho có vị chứ mọi việc cậu phải lo giúp nhé tôi có bao giờ đi rừng đâu thì đại úy nói sao tôi làm vậy thôi hoàng cười ông lại cười liên đoàn không còn ai nữa Trung tá giọng sĩ tôi đi vài ngày rồi tính. Chiếc L-19 lượn một vòng, cuối cùng xuống thật thấp, thả một trái khói cột phóng đồ hành quân. Tiểu đoàn được lệnh tiếp tục lục soát về phía Tây theo thung lũng, vì theo tin tình báo Việt Cộng rút quân theo hướng này. Tiểu đoàn chỉ đi chừng ba ngày sẽ ra khỏi vùng khi tới gần phía tây thác Cam Ly, quân vần sẽ đón tiểu đoàn về Đà Lạt. Tuy mọi chuyện đều do Hoàng lo liệu, nhưng Đại úy Phước ban lệnh trực tiếp cho các đại đội trưởng. Xế trưa, tiểu đoàn bắt đầu tiến về phía tây, lục sát vùng mới hôm qua còn là chiến trường. Nơi đây, mấy hầm hố mới đào, cây cối sắc xơ vì pháo binh, nhiều hố đào sơ sài, xác việt cộng được đồng bọn chôn còn lòi tay chân, trông thật hải hùng. Càng lục soát càng nhiều mồ chôn tập thể, nơi này một hố, nơi kia một hố. Việt Cộng đã thiệt hại nặng, nên đành phải rời vị trí. Tiếc thay, tiểu đoàn chưa phản công kịp để chiếm chiến lợi phẩm, để chiến thắng là một người từng trải chiến trường. Hoàng biết, tiểu đoàn 11 Biệt Động Quân đã phá tan ít nhất hai tiểu đoàn Việt Cộng, mà mục tiêu của chúng là tấn công thành phố, chứ không phải tấn công Biệt Động. Đây là giai đoạn bọn chúng đang dưỡng quân và nghiên cứu trận địa, nhưng đã bị cuộc hành quân của tiểu đoàn Hoàng đã phá kế hoạch. Sau này, cả hai năm sau, đà lạt không có trận đánh nào dù nhỏ hay lớn ba ngày sau tiểu đoàn được lệnh rời vùng ai cũng mừng vì cả tuần mệt mỏi khi ra tới đường tiểu đoàn chỉ cách xa chỗ bắt đầu hành quân vài trăm thước lúc này mặt trời ấm áp bầu trời trong xanh đại úy phước báo cáo với liên đoàn nửa giờ sau đoàn xe đưa tiểu đoàn về thành phố đóng tạm tại một trại của tiểu khu nơi này thường dùng để tập trung lính mới trình diện nên đầy đủ tiền nghi điện nước máy hoàng phân phối từng đại đội phân chia phòng thủ còn mình chiếm ngay một góc phòng của căn nhà chỉ huy hoàng tắm rửa thay bộ quần áo cả tuần trên người như trút được gánh nợ. Sau đó nằm ngay trên chiếc giường sắt trong phòng chỉ huy, nhìn đồng hồ mới hơn 2 giờ. Chợt nghĩ tới sang, hoàng định bụng, ngày mai nếu có sĩ quan tới thế, tạm thời coi tiểu đoàn, anh sẽ chạy đi đón sang. Hoàng cảm thấy hạnh phúc khi được nằm thẳng người trên chiếc giường, đắp chiếc mền phong sô nhẹ nhưng ấm áp chờ giấc ngủ tới thật mau hoàng lại mơ thấy sang lần này sang ấm cúng trong bộ đồ ngủ tóc xõa ngang vai chân đất nằm cạnh hoàng nói chuyện thủ thỉ giấc mơ bị ngưng khi nghe tiếng gọi nhỏ hoàng mở mắt thấy tài xế bèn hỏi có gì không tài tụi em đang ở tiền cứ trên cây số 4. Người tài xế cười. Khi nhận lệnh tài xế mang xe lên đây cho các anh pha, em mừng quá. Mấy ngày nay cô Sang cứ chạy lên chạy xuống hỏi em. Em nói đại, anh pha vẫn khỏe. Cô Sang lại dặn em khi nào anh pha về thì báo ngay cho cô ấy khi nghe tiểu đoàn về tới tiểu khu, em báo ngay cho cô ấy. Cô sang cuốn quýt lên hối em mua bánh mì, mang ngay lên cho anh pha. Hoàng thấy thật tội cho sang. Lúc nào cũng vậy, khi nghe tin Hoàng về, lúc nào nàng cũng mua chút gì trước khi tới với Hoàng. Cô sang ở đâu? Cô đứng ngoài cổng, để em chở cô vào hoàng mở cửa phòng bước ra ngoài đón sang nàng nhìn hoàng không chớp dòm dòm nước mắt và òa khóc khi vào trong phòng khi chỉ còn mình hoàng em đừng khóc anh vẫn mạnh khỏe mà cô bé ôm chặt người hoàng nói trong tiếng nấc kỳ này sao mà súng nổ cả ngày trời Lúc đầu em còn thử đếm từng viên đạn lỡ. Về sau, càng ngày càng nhiều làm em mất tinh thần. Em vào giường, trùm mền, nhưng không thể nào ngủ được. Hết ngày, lại đêm, súng vẫn nổ, rồi mưa lớn, tầm tả. Em sợ anh không ngủ được. Hoàng thầm nghĩ, tội sang súng nổ đạn bay mà sợ không ngủ được vì trời mưa hoàng đình nói em có biết anh ngồi bên chiếc hố cả đêm mà lòng vẫn nghĩ tới em không nhưng lại nói ngược lại với ý mình mưa thì ăn thua gì anh nằm trên võng ngủ ngon lành thật hả anh vẫn ngủ được hả anh hay thật chẳng bù với em May ra đêm nay mới ngủ bù. Sang nghe vậy, nhìn Hoàng. Hoàng và Sang ngồi trên chiếc giường sắt. Cánh cửa căn phòng khép hờ. Phòng nửa sáng nửa tối. Định lấy thức ăn ra cho Hoàng. Nhưng chợt nhớ mình đang mặc bộ quần áo ngủ. Sang ngừng ngùng nói. Anh tài xế tới em vội quá đi ngay quên thay quần áo cũng may có chiếc áo phủ ngoài chỉ anh mới thấy em mặc cẩu thả mà thôi anh thích em mặc thế này hơn hoàng cười anh lúc nào cũng vậy nhưng thôi cũng được đừng nói với ai ngoài em ra là yên rồi sang đỏ mặt vừa nói sang vừa xích người sát thật gần hoàng. Vòng tay ngang người sang kéo thật chặt vào mình. Hơi thở nóng hổi bên tai, Hoàng nhắm mắt, nói với Sang. Ai bảo đời lính lúc nào cũng khổ. Sang không trả lời, đôi tay siết chặt vai Hoàng như đồng ý. Trời đã về chiều, Sang ngồi dậy em phải về anh đưa em về được không hoàng không dám nói với sang là đại úy đàm bị thương không có ở đơn vị đại úy phước đã trở về liên đoàn nên hoàng phải ở lại với tiểu đoàn anh phải coi vài công việc chờ nhận tiếp tế anh cho tài chở em về mai đón em tới đây với anh mình có cả ngày không chừng cả tuần tại đây em tha hồ ôm anh còn anh không muốn phải không sang nhìn hoàng sang lấy tay vuốt lại mấy lọn tóc lòa xòa kéo chiếc áo măng tô phủ ngoài bộ đồ đang mặc quay lại nói em không muốn nhận mảnh giấy nhỏ ngày mai đâu nhé hoàng hiểu ý tất nhiên rồi may anh vẫn bên em